Chiều cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên lão thành cách mạng Nguyễn Văn Hiền, là đảng viên sinh hoạt tại đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Đến dự lễ, có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chình, và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các cơ quan của Trung ương. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Phan Quảng trang trọng gắn huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng nhà nước ta dành tặng cho ông Nguyễn Văn Hiền để ghi nhận những công lao đồng góp của ông vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ông Nguyễn Văn Hiền năm nay vừa tròn 106 tuổi, sinh ra tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Năm 1940, ông sớm giấc vụ cách mạng và tham gia hội thanh niên phản đế. Giai đoạn 1940 đến 1955, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Ngày 20 tháng 10 năm 1947, ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và được công nhận là đảng viên chính thức từ ngày 8 tháng 1 năm 1948. Trong quá trình tham gia cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, ông nguyễn văn hiền luôn đeo cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân ông đã nuôi dạy trưởng thành nhiều người con tích cực đồng khớp cho hoạt động cách mạng đặc biệt trong đó có ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc Thay mặt gia đình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hy vọng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp tục xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.